lãng, ánh trăng nơi thanh thần sơn. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lâu xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng. Đêm ngang giữa khói bụi mù khi vách rèm vào đất trời. Ngày biển kinh tương dương lửa bên đường ta gặp nhau. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái tựa game phiên bản Võ Lâm Truyện Kỳ 1 Mobile, nhưng mà ở cái phiên bản skill 150 anh em ạ. Đó là tựa game Tân Kiếm Hiệp Mobile. Thì anh em được biết là cái tựa game Tân Kiếm Hiệp Mobile này là của team Thiên Tiệp Mobile. Họ làm thêm một bản nữa để cho anh em nào mà đang đam mê về cái phiên bản siêu nhân kỹ năng 150 thì anh em có thể là chơi ở cái phiên bản này nhé. Thì hiện tại là bên team Thiên Tiệp Mobile thì họ đã cho anh em test cái phiên bản Tân Kiếm Hiệp này. Nói chung là test khoảng tầm 1-2 tuần thôi là sẽ open beta chính thức thôi. Thì cái này hiện chung là nó đã hoàn chỉnh khá nhiều rồi anh em, hoàn chỉnh nói chung là khá là ok rồi. Thì anh em nào mà đang chơi ở trên hệ điều hành Android hay là iOS thì anh em hãy truy cập ngay vào cái link trang chủ mình để dưới phần mô tả video nhé. Anh em kích vào cái trang chủ dưới phần mô tả video ấy thì anh em ấn vào tải game theo đúng hệ điều hành của anh em là anh em có thể là trải nghiệm ngay được cái con game Tân Kiếm Hiệp Mobile này. Ok, chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa thì chúng ta bắt đầu vào review xem là Tân Kiếm Hiệp Mobile này nó có những cái gì. Thì trước khi vào chủ đề chính của clip này, anh em đang xem clip cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá. Thì anh em được biết là Tân Kiếm Hiệp Mobile này thì nó không khác gì cái phiên bản Võ Lâm Truyện Kỳ Thiên Tiệp Mobile, nhưng mà được cái là nó sẽ là một phiên bản siêu nhân sở hữu kỹ năng 150 và có thêm sự xuất hiện của hai môn phái mới. Đó là môn phái nào tí nữa chúng ta sẽ review sau. Đầu tiên anh em thấy là nó cũng có 5 hệ ngũ hành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì hệ kim thì có thiên vương và thiếu lâm, mộc thì đường môn và ngũ độc, thủy thì có nga mi, thúy yên và hoa sơn đấy anh em. Đó là xuất hiện thêm một tựa môn phái, đó là môn phái hoa sơn hệ thủy. Hỏa thì có cái bang và thiên nhẫn, và có sự xuất hiện thêm của một môn phái mới, đó là môn phái võ hồn. Tiếp đến là hệ thổ thì có võ đang và côn lôn. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm môn phái hệ thủy trước, đó là môn phái hoa sơn. Nhắc lại anh em nào mà đang thích test tựa game kỹ năng 150 thì anh em hãy truy cập ngay link trang chủ dưới phần mô tả, đó là tkh.mobile, để anh em có thể là tải được cái tựa game này để về test nha anh em nhé. Nói chung là cái phiên bản này thì nó gọi là chơi toàn bộ đó là đồ hoàng kim. Thì khi vào ấy thì anh em cứ tham gia kiểu như là đi làm nhiệm vụ thôn để anh em có thể là đây anh em thấy là nó cũng đồ họa nó không khác gì ở phiên bản Thiên Tiệp Mobile cả anh em thấy không, các LBC hay là các thứ thì nó không khác nhau là mấy anh em ạ. Thì khi anh em vào thì anh em sẽ ấn vào cái mục đó là nhiệm vụ tân thủ thì nó sẽ tự động chạy đến. Nói chung là cái này thì vào bắt đầu là anh em cứ làm nhiệm vụ tân thủ thôn thôi thì nó sẽ lên. Đây mình sẽ di chuyển qua cái map để cho anh em xem môn phái hoa sơn. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua cái chủ yếu là cái clip này mình review cho anh em về cái tựa game Tân Kiếm Hiệp Mobile. Còn về cái nhiệm vụ tân thủ thôn lúc nào mình sẽ review hướng dẫn cho anh em sau. Nói chung là clip này chủ yếu là thông báo cho anh em là Tân Kiếm Hiệp Mobile ở cái phiên bản này thì họ đã mở cái phiên bản alpha test chính thức. Nói chung là trải nghiệm đầy đủ như phiên bản open beta luôn. Thì anh em nào mà chưa hiểu về cách chơi của cái tựa game này thì anh em hãy truy cập ngay cái link trang chủ dưới phần mô tả rồi anh em tải nhé. Em thấy là đây là LBC Hoa Sơn. Để anh em vào phái Hoa Sơn đấy, có một cái NPC võ hồn nữa thì anh em hãy tìm ở tại các thôn thì nó sẽ có xuất hiện cái NPC võ hồn để anh em có thể truy cập vào môn phái đó. Thì mình sẽ nhìn qua cái bảo vật xem nó bán những cái gì.
Bảo vật ở đây thì anh em thấy là nó sự xuất hiện của ngọc trúc mai. Cái này là mỗi là nó sẽ phục hồi sinh được anh em 31 điểm liên tục 30 ngày. Mỗi mỗi nửa giây là nội lực 61 điểm. Cái này thì anh em phái nội công là có thể là sử dụng cái này để đi trên tempo luôn anh em ạ. Tiếp đến là đây là cái gì đây? Sử dụng nhận được một trang bị hoàng kim mô phái. À, cái này chúng ta sử dụng mất 100 xu sẽ nhận được một cái trang bị hoàng kim mô phái. Nói chung là phiên bản này phiên bản siêu nhân, nó hỗ trợ rất nhiều cho game thủ anh em, chủ yếu là vào đi sandbox các thứ là anh em có bí kíp 120 và trang bị hoàng kim. Anh em cứ chịu khó vào hoạt động thôi. Nói chung là cái phiên bản này nó cày cấp nhanh. Còn đây là bí kíp 120 nó chỉ có 300 xu. Bí kíp tuyệt học 150 là 1.000 xu. Cái tâm pháp 180 này, anh em thấy là có cả kỹ năng 180. Đó là cái kỹ năng hỗ trợ bị động, không khác gì cái kỹ năng 12x nhá. Đây là tứ năng kỹ năng khinh công. Bí tịch đây. Bí tịch nó chỉ bán những vật phẩm này thôi. Ngựa đây anh em ơi, nó bán gọi chung là ngựa này. Phong thần mã gọi chung là 800 xu. Gọi chung là những con ngựa này nó con ngựa này đắt nhất là 1.000 triệu tư tuần lộc. Qua con này chứ, con sư tử này chứ, sư tử đắt nhất. Wow. Con này đắt hơn này anh em. 6666 xu, tức là 6 triệu 6 anh em ạ. Ui vãi thật cái con ngựa. Sợ thật đấy, những cái con ngựa này anh em biết tại sao nó đắt thì nó tăng khan tất cả 20 này. Nhưng mấy con này ngựa đẹp hơn, siêu quang đẹp hơn. Ngoại trang đây. Ngoại trang thì không giống như giống y hệt ở phiên bản Thi Tuyệt Mobile. Anh em thấy là hiện tại anh em muốn test game thì anh em hãy truy cập ngay cái link trang chủ để anh em vào test game nhé. Chứ là mình mới tải xong mình làm thông báo clip cho anh em để anh em có thể là vào tải game để test thôi. Đó, anh em hãy truy cập ngay vào để test những cái môn phái mới, đặc biệt là môn phái Hoa Sơn và môn phái Võ Hồn nhá. Mình xin phép là kết thúc video ở đây. Mình sẽ ra một cái clip hướng dẫn cho anh em Tân Kính Hiệp Mobile về cái nhiệm vụ thân thủ để anh em làm một cái anh em có thể lên được gần cấp 120. Ok, mình xin phép là kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em.